À dạ em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại kênh của em nha. Thì cô chú anh chị cũng đã biết rồi đó. Từ ngày xưa tới bây giờ có một người mà cứ bằng là giúp đỡ thì không cần nói, mà một khi nói ra rồi sẽ giúp đỡ thành công là ai cô anh chị? Đó là ca sĩ Nguyên Vũ. Thì cô chú anh chị cũng đã biết từ ngày xưa tới giờ anh ca sĩ Nguyên Vũ này đó đã giúp đỡ cho Hồng Loan rất là nhiều. Quay từ những cái MV mà đăng lên kênh của Hồng Loan đó thì giúp cho Hồng Loan cái số tài khoản, rồi những cái số điện thoại để giúp cho Hồng Loan buôn bán hàng, để có những cái mà kêu bằng thu nhập để lo cho cuộc sống của Hồng Loan. Thì cô chúng chị cũng biết cái người anh hai này thì bây giờ cũng đã quay xe quay lưng, bây giờ quay lưng quảnh mặt làm ngơ, không có nói tới người em mình như thế nào, lên là chia sẻ là anh và em là cùng là con nuôi của ba. Cái ý định của anh ta nói như vậy đó thì chắc chắn rằng anh ta cũng sẽ nghe thông tin là anh ta đầu vào để chia tài sản cùng với Hồng Loan. Của chị nghĩ sao mà anh ta có những cái gì trong này đâu mà giàu chia tài sản với Hồng Loan? Bây giờ nó đã lộ ra toàn tập những cái ý đồ của anh ta trong câu chuyện này là muốn lợi dụng vào Hồng Loan, vào cái điểm mà kêu bằng cái điểm yếu của Hồng Loan, những cái điểm mà kêu bằng là những cái mà Hồng Loan kêu bằng là tha thiết yêu thương anh em trong nhà đó, thì anh ta cũng vào để lợi dụng những cái vấn đề đó. Rồi anh ta bây giờ á lên trên cộng đồng mạng mà chửi bới Hồng Loan, nói cái vụ bàn thờ anh ta giống như là giảng đạo cho Hồng Loan biết, về những cái vấn đề, cái bàn thờ, rồi nói chung là tình nghĩa đó. Mà bây giờ hỏi cô chú chị còn tình còn nghĩa gì nữa đâu cô chị? Bây giờ anh ta đã lộ ra toàn tập, bây giờ đòi đi vào trong câu chuyện của Hồng Loan để đòi chia tài sản với Hồng Loan. Ủa mà chia cái gì? Bây giờ anh có nước, bây giờ anh vô ngân hàng anh chia một đống nợ chứ chứ tài sản đâu mà chia cho anh đâu có cái gì trong này đâu mà chia. Anh cũng chỉ là kêu bằng là cũng chỉ là con nuôi của ông Năm thôi, con nuôi trên danh nghĩa là ca hát, để ông Năm nhận là con nuôi. Từ những cái đám tang từ những cái đám tang của ông Năm đó đó thì anh ta cũng đã có những cái lợi nhuận, có những cái mà kêu bằng là những cái lợi nhuận là những cái bản quyền, BH đó thì đã chung chi cho anh ta rất là nhiều tiền, 300 triệu chứ còn cái gì nữa đâu cô chị. Rồi những cái mà đi du lịch, đi du lịch để kêu bằng là re-up những cái mà điểm du lịch cho người ta đó, thì cái chủ điểm khu du lịch đó, đó thì người ta cũng đã mời anh đến để kêu bằng re-up, người ta cũng đã bao trọn gói hết tất cả những gói đó. Nhưng mà trong khi đó là cái anh xài thúi này đó, anh ta không nói năng gì cho những người thân của Hồng Loan và những người đi chung đó, thì anh ta cũng không nói năng gì. Tới khi mà chị Bích Trâm đó đã hiểu được cái câu chuyện là cái chị Hà đó đó là chủ cái resort đó đã nói cho chị biết toàn tập cái câu chuyện nó như thế nào, thì anh đã lộ ra lấy là 200 đô của chị Bích Trâm, và 10 triệu của anh Sang để anh ta làm gì? Anh ta bỏ túi, đưa tiền là bỏ túi, bởi vì những cái giá trị của anh ta là thua những cái đồng tiền, những cái tình cảm, những cái tình nghĩa từ ngày xưa tới giờ. Mấy chục năm nay là bây giờ anh ta đánh đổi được một câu nói là đi vào để chia tài sản với Hồng Loan trong những cái thời điểm mà em mình, dầu sôi lửa bỏng, em mình đang bị phía bên kia tấn công mà anh ta không giúp thì thôi, mà đi vào bây giờ lại làm cho Hồng Loan là phải đau lòng, đi vào để muốn tấn công Hồng Loan có gì? Tấn công Hồng Loan để đòi chia tài sản cùng với Hồng Loan trong những cái thời điểm này. Bởi vậy tại sao mà Hồng Loan lại từ những cái câu chuyện này nó lại tiếp diễn câu chuyện khác, bây giờ lòi ra một đống là lòi ra anh ta là hiện tại bây giờ anh ta vào cái câu chuyện này là muốn lợi dụng Hồng Loan, rồi muốn tấn công Hồng Loan, muốn lợi dụng Hồng Loan, rồi bây giờ anh ta lại muốn chia tài sản cùng với Hồng Loan nữa. Thì cô chú anh chị cũng đã biết cái bản chất của anh ta như thế nào rồi. Bây giờ mà lên livestream những cái đường livestream của anh ta thì anh ta tự cho rằng á anh ta tự tự cho rằng anh ta rất là tốt đó, tốt cùng chung với cái cô bông hậu của chị, chung với cô bông hậu, và anh ta nói rằng là khán giả có nhắm chắc là tẩy chay nổi anh ta không. Ủa tẩy chay rồi đó không chị? Khán giả đã tẩy chay rồi đó, thì bầu show người ta cũng đã đưa anh ta ra khỏi danh sách là không ca trong một cái đêm nhạc rất là lớn như vậy đó. Thì người ta đã tẩy chay, người ta đã đưa anh ta ra khỏi cái hội nhóm và đưa ra khỏi cái đêm nhạc đó, không cho anh ta ca hát, tại vì anh ta không đáng và không xứng đáng để ca trong những cái đêm nhạc đó không chị, không xứng đáng để ca trong cái đêm nhạc đó, cho nên người ta đã tẩy chay anh rồi. Còn cái gì nữa đâu mà nói, bây giờ khán giả đi vào thì lúc nào cũng nói tẩy chay, tẩy chay này tẩy chay nọ, mà có tẩy được đâu,
sẽ tẩy được và từ từ cũng sẽ tẩy chay được. Tại vì cái cuối cuộc đời của anh bây giờ là anh 54 tuổi rồi, thì cuối cuộc đời của anh sau này em nghĩ rằng chắc chắn anh ta cũng sẽ không có một cái con đường tốt. Khán giả từ từ cũng sẽ lãng quên anh. Tại bây giờ người ta nhớ là nhớ gì ông Năm? À, nhớ về những cái quá khứ mà ông Năm cũng đã từng đi đem những cái lời ca tiếng hát của ông Năm đi ca phục vụ cho những người vùng sâu vùng xa, những hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ rất là nhiều người. Và ông Năm lúc nào cũng tôn trọng khán giả giống như là cái gia đình của mình đó. Thì từ những cái mà ông Năm mất đó thì cô chú chị cũng biết, từ những cái đó thì rất là khán giả, rất là nhiều người trong cũng như ngoài nước đều thương và ủng hộ ông, và đều thương đều giúp đỡ cho con của ông đó là Hồng Loan. Và trong cũng như ngoài nước ai cũng muốn đến để thắp hương trong năm một lần cuối. Thì bây giờ anh ta muốn lợi dụng vào những cái câu chuyện, những cái nổi tiếng của ông Năm để anh ta lên trên cộng đồng mạng, mà anh ta lấy những cái đồng tiền trên những thể xác của ba mình, đó là những cái bản tiền bản quyền. Thì cô chú anh chị cũng đã biết bản chất của anh ta như thế nào rồi đó. Thì bây giờ anh ca sĩ Nguyên Vũ cũng đã vào cuộc giúp cho Hồng Loan được cái kênh Facebook có tích xanh, thì sẽ không ai vào để tấn công và không ai vào để cái bằng đánh bỏ cái kênh Facebook của Hồng Loan được không chị đó. Thì bây giờ anh ca sĩ Nguyên Vũ cũng đã vào cuộc, cũng đã kêu bằng giúp cho Hồng Loan để có được một cái kênh Facebook để giúp cho Hồng Loan kêu bằng là buôn bán hàng. Bây giờ còn cái gì nữa đâu mà nói không chị, không còn cái gì mà nói về cái anh xài đực, cái anh xài thúi này tất cả không chị. Bây giờ anh ta đã không còn cái con đường bước, cho nên anh ta bây giờ đã kêu bằng đu bám vào cái quấy của đàn bà, để anh ta kêu bằng là đu bám vào cái quấy của đàn bà để anh ta kêu bằng là kiếm cơm đó. Bây giờ anh ta cũng đã về, đã quay xe và đã về phía bên kia, cô hoa hậu đúng không chị. Có những cái bài viết của anh ta share những cái bài viết đó của thằng Thám Tử Cao để đưa lên trên cộng đồng mạng, để cho tất cả mọi người biết rằng là anh ta đã quay xe và quay ngang và để kêu bằng là công kích người em của mình trên những cái bước đường tiếp theo của Hồng Loan. Anh ta nói rằng anh là Hồng Loan đó, Hồng Loan là kêu bằng anh là anh không có nhận cái tiền mà kêu bằng cái tiền bàn thờ đó. Thì bây giờ để cái tiền bàn thờ để lại cho em, để em cho những hoàn cảnh này hoàn cảnh kia. Anh ta mà kêu bằng lại bây giờ anh ta so mà làm sao mà so được. Hồng Loan bây giờ cũng đã chuyển trả cho anh ta rồi, tuy là cái mày mặt trước là anh ta không đòi, nhưng mà cái sau là anh ta kêu bằng là những người thân của ta đó đòi Hồng Loan cái chuyện bàn thờ, cái bàn thờ. Thì bây giờ Hồng Loan cũng đã chuyển trả rồi, thì em nghĩ rằng chắc chắn là Hồng Loan cũng sẽ nhẹ nhõm hơn được một phần nào về trong những cái câu chuyện đó. Thì Hồng Loan cũng sẽ nhẹ nhẹ nhõm hơn chứ. Thử hỏi cô chú chị đi, bây giờ không trả thì anh ta cứ lên tấn công và lên đòi, chắc chắn có yên ổn nổi với cái con hoa hậu không chị? Làm sao mà yên ổn nổi với con hoa hậu được, khi mà mỗi ngày cô ta đều lên để tấn công để đòi Hồng Loan thì làm sao mà yên ổn được. Thì từ những cái đó mình cũng hiểu là anh ta hiện tại bây giờ cũng đang núp bóng đàn bà, và cũng đang kêu bằng là núp bóng đàn bà đó. Một khi mà anh ta không được thì anh ta về anh ta núp bóng đàn bà để lên tấn công Hồng Loan tiếp tục đó. Thì xài đực thì kêu bằng là share những cái bài của thằng Tháp Tử Cao đó, thì xài cái thì share những cái bài của con heo Hà Mã. Thì thử hỏi cô chú chị, những cái cặp đôi này nó sống chung với nhau rất là tốt, rất được. Từ những cái đó thì chị Ni nó cũng đã đưa ra những cặp xài xài thúi xài hôi để cho mọi người đều biết cái cặp này là như thế nào và nó có tốt hay không, nghĩ sao mà tốt. Tới bây giờ thì anh ta đã lộ toàn tập rồi, đã lộ toàn tập trong câu chuyện đó. Chẳng lẽ anh ta không biết rằng là phía bên tòa án á đó, người ta cũng đã ra những cái quyết định cho Hồng Loan là con ruột của ông Năm, thì chẳng lẽ anh ta không biết không chị? Anh ta rất là biết, anh ta biết và anh ta rất là rành trong câu chuyện này. Nhưng mà tại vì lý do tại sao anh ta không nói, anh ta muốn nói vậy á, muốn cho Hồng Loan là con nuôi đó để anh ta hợp pháp đi vào để đồng sở hữu, để chia tài sản với Hồng Loan, cái căn nhà và tất cả những tài sản của ông Năm để lại cho Hồng Loan. Nghĩ sao mà một người anh mà kêu bằng là bây giờ là không không có một cái lời nói nào mà nói nổi anh ta nữa quý vị. Càng nói thì tất cả khán giả càng bức xúc cái câu chuyện này. Bây giờ nghĩ như sao mà đi vào để đồ chia tài sản với Hồng Loan nữa. Anh ta chẳng có một cái nịch nào trong cái vấn đề đó mà đi vào chia tài sản với Hồng Loan. Ủa anh ta có cái gì đâu đó mà chia quý vị? Anh ta chẳng có cái gì đâu, chẳng có cái gì trong đó mà để vào để chia tài sản với Hồng Loan không chị? Mà chia mà một cách rất là trắng trợn nữa chứ. Chia cùng với Hồng Loan, cùng với chị ba,
chia ba, rồi chia ra làm ba tài sản, mà bây giờ chia làm ba nghĩ sao mà tài sản của ba để lại cho con, con toàn quyền quyết định và con toàn quyền thừa hưởng, mà nghĩ sao mà phía bên bà Sáu với cô cháu gái đó mà bây giờ đi vào để chia tài sản, rồi lại thêm tiếp tục anh ta vào để anh ta muốn chia tài sản nữa, thì thấy thua rồi. Bây giờ anh này là bây giờ không còn đường không còn đường lui rồi, không còn đường thoát luôn. Anh ta bây giờ là kêu bằng là giống như là nợ nần là bao dây tứ phía rồi. Anh ta bây giờ là suy nghĩ một cách kêu bằng là trắng trợn luôn. Một người mà bây giờ 50-60 tuổi trên đầu rồi mà không biết một cái gì gọi là đạo lý của con người thì thấy thua này rồi, không còn cách để nói này nữa con chị. Đó thì một lần nữa em cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất nhiều nha, đã vào cho em một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký và xem hết tất cả các video của em. Chào tất cả cô chú anh chị nha, bye bye con chị.